nguy hiểm quá. Bây giờ là mình test tốc độ của em nó, coi mát đun lốp của xe này được bao nhiêu. Thật sự nó không dám chạy trắng ga đâu, nhưng mà để mình chạy hết cái khả năng của mình trên cái xe này coi nó được bao nhiêu cây số trên giờ. Em nó mạnh tới cỡ nào. Mười sáu, năm mươi bảy, gạch 60. Chào tất cả mọi người nha. Mình đang chế tạo một cái xe sườn gỗ. Ở đây là cái sườn của cái xe. Còn phần máy mình sẽ sử dụng máy cắt cỏ. Đây, động cơ cắt cỏ. Cái động cơ này mình đang dự tính chế tạo một cái thuyền, một cái máy bơm, một máy bơm tự chế bằng cái bộ dung dịch này đó. Mà hiện tại là chưa có sắm được cái ống, cho nên là chưa chế tạo máy bơm. Thành ra mình gỡ cái này đùa cái xe trước. Đây, sườn xe được chế tạo gần như hoàn toàn bằng gỗ, mình tự làm và tự lắp ráp luôn đó. Nhưng mà có những phần không thể nào tránh khỏi những bộ phận làm bằng kim loại được. Thí dụ như cái chén cổ, bộ phận này là bộ phận quan trọng nhất. Bộ phận này giữ lực cho nguyên cả một cái xe, cho nên là bắt buộc phải mua hàng của xe máy gắn qua. Rồi những cái cốt này làm bằng sắt cũng phải bắt buộc phải làm bằng kim loại, chứ không thể nào mà làm bằng gỗ hết được toàn bộ. Rồi chống xe, rồi giữ sườn, những cái con ống gắn, nói chung là những cái đồ này là bắt buộc phải làm bằng kim loại, không thể nào làm bằng gỗ hết được. Hai cái bát giữ đĩa, những cái này tại vì ở bên cái bộ heo thắng đĩa cái đường bắt ống nó rất là mỏng, cho nên là bắt buộc phải làm bằng kim loại. Làm được bằng gỗ là mình cũng làm rồi, tại mình thợ mộc của mình cũng muốn làm cái xe bằng gỗ giống đẹp, hoàn toàn bằng gỗ, nhưng mà không thể tránh khỏi được những cái bộ phận đó. Còn đây là cái máy cắt cỏ, gỡ ra rồi đó, gắn tay ga luôn rồi. Mình sẽ gắn cái này lên đây, mua một bộ giảm tốc của xe cầu cầu mini gắn vào, mua thêm một cọng dây xích cũng của xe cầu cầu mini luôn gắn vào đó. Đây là những cái bộ phận không thể tránh khỏi xe, phải bắt buộc phải làm bằng kim loại nè. Đây, một cái bánh cũng của xe cầu cầu mini luôn. Được cái yên đó. Đó. Phải sắm đủ mấy bộ phận của kim loại vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp. Làm gì vậy má? Đổ má đứng làm cái gì? Xăng hả? Thôi đưa xăng đi, đưa đổ xe nè. Cầm cam đi, quay cái xe. Sau khi thằng em xúc một hồi thì mình có xăng đổ xe. Bây giờ cho em nó cất tiếng không chào đời. Pha xăng mà làm tí ghê. Pha xăng rút gốc cây rồi làm tí ghê. Thank you.
nãy thử nghiệm thì thắng nó không anh cho lắm, mà cái xe này xe tự chế thắng mà không anh thì nó hơi nguy hiểm, cho nên giờ mình đang tăng thắng một chút. Thắng đĩa đầu hàng luôn nghe mấy bạn. Được, mày chắc là anh rồi. Cái dây nó hơi lùng nhùng, hơi lùng nhùng, hơi gớm gớm mà. Lại gì nữa, cao ra hành trình đâu. Thắng anh rồi không? Xe hả? Thắng, thắng anh rồi không? Thắng anh, thắng anh rồi lắm. Xe chạy rất ok. Xe chạy ok lắm, chạy không dám test hết tốc độ luôn đó. Sơn bằng gỗ chứ là không có dám đạp hết cỡ. Đạp hết cỡ sợ nó gãy sườn. Xe chạy khỏe quá, chạy chậm chậm thôi cho theo với. Đi nhanh quá, hết xăng bả rồi. Kẹo nhà đi, chạy xăng đi, hết xăng bả rồi, xe này để bộ sau đẩy.
Em qua lúc vừa làm xong cái xe là vì lý do trời mưa cho nên mình chỉ test thử được một hai đoạn ngắn ngắn ở gần nhà thôi. Hiện tại bây giờ mình đã tìm được một con đường ở trong lô cao su. Đường này không phải là đường dân sinh, đường tại vì xe này là xe đồ chơi nên bị cấm chạy đường dân sinh, thì không khéo đâu, công an giao thông bắt chả biết nói gì với họ. Thành ra mình vô trong đây mình chạy, mình test mát luôn lốp coi để được bao nhiêu. Rồi giờ chạy nha, đội nó nguy hiểm rồi kia ra ngoài á. Gạch 60. Thì chịu có anh xe đi phải làm cái số hợp lý đó chứ. Nhưng mà mấy bạn lưu ý, thí dụ như mình có cháy xe ra thì dễ vui chơi thôi. Thật sự cái này không có được lưu thông trên đường mà cái độ an toàn của nó không có được ngon lành cho lắm. Mình chạy test mát luôn lốp của nó cũng tại vì mình đam mê với lại xe mình chế ra, mình muốn thử của đứa con tinh thần của mình nó chạy được tới cỡ nào thôi, chứ thật sự là nó không được an toàn lắm. Sườn gỗ mà. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nhớ like, share, subscribe kênh nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại.